hai thanh niên túng mồi, không làm mà muốn ăn ngon, hốt luôn hồ hải sản nhà hàng. Cái gì đó bà nội? Cái gì vậy? Vâng, chúng ta cùng nhau xem diễn biến thế nào nhé. Hai tên trộm bịt khẩu trang kín mít, hành động thì lại chuyên nghiệp. Rồi, nghĩ gì đây? Đi trộm mà còn lựa đồ ngon, vãi cả thanh niên. Có vẻ hai tên này có sự chuẩn bị chu đáo. Tên trộm rất manh động, anh ta lấy không thương xót. Hành vi này cần được lên án, xử lý nghiêm minh để răn đe cho xã hội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi tại kênh Quân Tin Tức nhé. Xin cảm ơn.